Hello các bạn. Hôm nay mình với em gái mình mới đi Costco về nè. Mà hồi nãy vô trong đó hôm nay không biết sao mà ngày thường mà sao chợ đông quá, thành ra mình không có quay. Mình không có quay cho các bạn coi. Bây giờ mình về mình cho các bạn coi nha. Bây giờ sao mình thấy đồ ăn nó lên giá quá à. Để mình cho các bạn coi trước. Hôm trước á mình mua một bịch chicken như vậy nè các bạn, có 20-21 đồng à. Mà cái bịch này là chicken wing á, nó wing không à, con mình nó thích ăn wing. Hôm trước mình mua có 21 đồng mà bây giờ nó tới 26 đồng mấy, gần 27 đồng. Mình mua hai bịch như vậy nè các bạn đó. Mình thấy cái gì cũng lên giá lẹ dễ sợ. Rồi hôm nay mình thấy ở trong Costco nó có mặt hàng mới, hàng mới tinh nè. Hàng đầu tiên mình mới thấy các bạn là toilet paper, cái này là toilet no paper towel, là cái khăn lau tay á, khăn lau tay nha, mà nó là bằng tre bamboo, made from 100% bamboo soft and strong. Nó rất là mềm mại nhưng mà rất là dai á, mềm nhưng mà nó không có bị bở các bạn. Nên mình thấy nó on sale 16.99 và nó sale 7 đồng, là coi như một bịch như vậy có 10 đồng. Mà mình thấy cái hàng mới chắc mình nghĩ chắc nó cũng tốt, mình mua xài thử. Đó, không biết là cái này là bath tissue. Đó, cái này là bath tissue, là toilet paper các bạn. Nó cũng làm bằng bamboo luôn. Thì mình thấy bamboo chắc nó cũng tốt á, dai. Thì mình nó cũng sale luôn các bạn, cũng 16.99 sale 7 đồng. Thành ra mình mua thử, mình xài thử coi ok không, good không, còn không good thì mình xài lại, mình mua lại cái cũ. Mình hay xài là Charmin gì đó đó, mình mua hai bịch này đó. Mình thấy chắc bà con cũng mua gần hết rồi, mình thấy nó còn để có 4-5 cái packaging gì ở trên cái pallet thôi. Chắc người ta thấy mới, hàng mới với lại on sale, người ta cũng mua thử cái giống mình vậy đó. Anh em mua hai cái bịch này với một cái bịch này để xài thử nha. Đó, hàng mới đó các bạn ơi. Ok, mình thấy này nó có trong Costco này nó có mặt hàng mới này các bạn, là hộp almond với là hộp cashew là hộp điều với hộp almond với lại cá cơm á, mà nó làm chung, nó làm trong một cái bịch riêng rẻ nha các bạn, cũng hay lắm để mình ăn snack đó, trưa mình ăn chút xíu vậy đó. Nó ngộ ha, nó vừa tây mà nó vừa tàu ha, kiểu như là vừa cá khô mà vừa hộp con này, nhưng mà mình ăn mình thấy cũng ngon lắm. Đặc biệt như vậy cái máy chụp có 20 cái bịch nhỏ nhỏ là mình ăn rồi mình thấy cũng good đó. Healthy snack các bạn, khi nào mà các bạn có vô Costco kiếm cái này ăn thử nha, rất là good. Thì thịt bò này mình cũng mua thịt bò này nè để về mình xào. Thịt bò nó bán cũng có 7 đồng 79 cent cho một pound. Cái này mình mua có 2.5 pound thôi, rồi 20 đồng mua về để mình xào với lại là miếng bắp cải vậy nè. Bắp cải này nó bán đồng 29 cent. Thì ở nhà mình còn có cà rồi, mình mua cái này về mình rửa thì mình bỏ cà vô thôi. Chuối thì rất là ngon, chuối này cái hiệu đô này nè các bạn, ngon. Mình mua mình hay lựa cái hiệu này, có đồng 29 nè, đồng 29, đồng 79 cái gì đó. Cái bánh này cũng ngon lắm nè. Cái bánh này nó bánh dừa nó ngọt, ai không thích ngọt thì ăn ít, mà mình thấy nó ngon, nó không có hôi mùi dừa. Nó bán 8.99 này để trưa hay tối đó bụng mình ăn một cái. Cái này xoài này là mai mốt đến mùa hè thì mình mua xoài thanh kha. Xoài champagne ở trong chợ Việt Nam thì nó ngon, mà bây giờ nó chưa ngon. Hôm bữa mình mua về mà mình ăn không được, ở trong nó nổi mặt trăng, trắng bạn, nó không ngon. Mà cái này thì nó không có bị nổi mặt trăng, trắng ở trong.
này là bán 6 đồng chín chín, mình cũng ăn hoài và mình cũng thích đó. Rồi mùa hè sắp tới rồi, thành ra cái strawberry này rất là ngon. Cái hiệu này là ngon nè các bạn. Nó bán 2 pound hoặc 2 pound mà có 3 đồng 99. 3 đồng 99 ngon hết các bạn ha. Con mình mua về nó làm cái xay sinh tố. Con mình xay sinh tố với lại cái rick dao gạch này nè. Rick dao gạch này nó bán cũng mấy đồng, mình nói qua nè. Nó rẻ lắm, hình như 5 đồng mấy nè. Hũ rất là bự rồi luôn. Có 5 đồng 89 cent một hũ rất là bự. Một lần xay sinh tố nó bỏ chừng một chút xíu. Quá rồi. Hai bịch tám. Bây giờ mình xay nước uống. Xay với lại cần tây á. Còn không mình xay riêng bỏ thơm cho mình xay. Không mình bỏ cần tây cho mình xay ăn rất là uống rất là ngon. Cái thơm nó bán cái 2 đồng 29 cent, 2 đồng 29 cent cho một trái. Đó, rất là ngon các bạn ha, bự mà tươi. Cái này con mình mua, cái này thì nó mua ở chợ Trader Joe á, chứ trong Costco nó không có, không có cái hiệu này. Chị cũng kén ăn lắm, chị phải đi Costco rồi về hai mẹ con ghé vô Trader Joe nữa để mua cái bagel này cho chị nè. Với lại có combo ở trong Trader Joe thì cũng ngon lắm các bạn. Đó, Trader Joe brand, chứ trong Costco chị cũng chê, chị không chịu. Đó, mình mua cái hộp này nè, cho má mình uống thuốc nè, má mình bệnh nó khó ngủ á. Nên bà thử uống cái này coi ngủ được hay không. Ta bán 11 đồng 89 cho 250 viên lận. 250 viên tha hồ mà uống ha. Một ngày uống mấy viên ta? Để coi một ngày nó kêu mình uống là... Cái này nó có ghi trong đây hết này các bạn, để mình từ mình đọc. Một ngày mình uống một viên hay hai viên cho một ngày gì đó. Rồi đó, con gái mình thích đi chợ chứ cũng thích mấy cái phốc kỳ đó. Hôm nay nó bỏ vô trong cái hộp đàng hoàng lịch sự đẹp. Hôm trước thì nó bỏ trong cái bịch giấy thôi, lâu lâu nó đổi với mẫu mã packaging cho bắt mắt người tiêu dùng đó các bạn. Rất là cái marketing của người ta rất là hay. Cũng là một loại bánh nhưng mà lâu lâu nó bỏ vô cái packet này, lâu lâu nó bỏ vô cái packet khác cho người ta thấy là lạ, người ta mua đó. Trong đây là 12 món, 12 cái hộp trong đây mà mấy mùi khác nhau hết. Bạn thấy không? Con mình nó thấy vậy, nó biết hồi nãy mình mua hai hộp, mẹ nó nói trời ơi hộp chưa ăn hết rồi mua hai hộp. Thì chị cũng thấy đẹp đẹp nha, chị cũng thấy thì chị cũng khoái. Mà cũng y chang vậy thôi, cũng bình giống như vậy thôi nhưng mà nó bỏ trong cái hộp. Đó. Cái mã này mình mua hộp này nay có 9 đồng 99 hả? Là 10 đồng hôm trước mùa dịch đó. Khó mua, các bạn biết không, mình mua tới 20 đồng, có khi tới 25 đồng một hộp như vậy. Bây giờ còn bán có 10 đồng thôi, giờ rẻ rồi. Rồi, ăn thịt bò thì không quên cái rượu vang. Rượu này thì mua có 7 đồng 99 thôi. Mà hôm nay nó bớt được 1 đồng hay 1 đồng rưỡi vậy nè. Thì mình uống mỗi ngày, mình uống rượu này thôi. Khi nào có tiệc tùng gì thì mình mua những cái loại khác, loại nào mà mình thích hơn. Cái này thì của ông xã mình là uống mỗi ngày. Đó, chỉ có vậy thôi các bạn ơi. Hôm nay đi chợ chỉ có vậy thôi. Với lại mình mua 3 bịch đất thôi. 3 bịch đất để trồng ở ngoài vườn á là 7 đồng 99 một bịch, mà hôm nay nó sale được 1 đồng rưỡi. Các bạn nào có cần đất thì đi vô Costco mua liền đi nha. Để không nó sẽ hết sale đó, mà nó không phải hết sale nữa mà nó hết đất luôn. Tại vì nó không có bán, lúc nào cũng có khi mình vô có khi mình không có nha. Còn cái chiếc cành này hồi nãy mình nói rồi á, nó cứ lên giá quá trời luôn á. Từ 20 đồng cho tới giờ là gần 27 đồng á các bạn. Giờ là 26 đồng 89 cent. Đó thì mình chỉ chia sẻ các bạn là mình bình thường thôi, đi chợ bình thường mỗi ngày, mỗi tuần thôi.
chứ cũng không có mà phải chờ mà đi cho nhiều rồi mình mới quay lên các cho các bạn coi. Mình đi chợ nhiều chợ khác nhau lắm, mình đi chợ này rồi khi quăng mà rồi chợ Việt Nam rồi đủ thứ hết, nha mình có bao nhiêu thì mình chia sẻ với các bạn bao nhiêu có hơn nha. Ok, nghĩa là hôm nay mình có mua một miếng thịt pork rib là thịt sườn nướng ở Việt Nam mình, nhưng mà ở này của Mỹ nó ớt nè các bạn, cũng ngon lắm, chứ không có lạc như hồi trước nữa. Bây giờ nó làm cũng đậm đà rồi, ăn cũng good lắm, không cần phải làm gì hết. Khi nào mình ăn lại đó, mình bỏ vô cái air fry, mình warm up lên chừng vài phút đó, rất là ngon nha các bạn. Nó bán theo pound, ví dụ một mình lựa miếng nhỏ miếng lớn thì 7 đồng 49 một pound, thì nó nhân lên nó tính ra giá tiền thôi, rất là tiện lợi. Thì chỉ có vậy thôi các bạn ơi. Mình đi Costco thì mình thấy có những cái mặt hàng mới, như là cái giấy toilet paper với là towel paper, với là vài cái loại snack là mấy cái đồ mình ăn vặt á. Thì khi nào các bạn có đi Costco thì cũng tìm mua thử coi có xài được hay không, hay là có ăn ngon hay không. Mình cảm ơn các bạn đã coi cái video này. Hẹn lại những cái video khác. Thank you for watching. See you again. Bye bye now.